Thôn Vệ Tinh không tập 296 và tập 297, thường đi cạnh bờ sông, là phòng phản kích, thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thời gian trôi qua, đảo mắt La Phong đã ở chủ đại lục diễm tế đại lục được 3 năm. Trong 3 năm đó, La Phong thu hoạch rất phong phú, một mạch sống trong chiến đấu và tu luyện, thực lực tiến bộ trong mọi thời khắc. Tuyệt đại đa số thời gian hắn đều nghĩ về chiến đấu, cảm ngộ quy luật và ý cảnh thần thú, nghiên cứu bí pháp vân vân ba năm đó hắn chiến đấu 15 trận, giết chết 22 phong hầu ngoại tộc và 19 bất hủ quân chủ ngoại tộc. Trong đó 18 phong hầu, 13 bất hủ quân chủ do phân thân kim giác cự thú đánh chết, còn bản tôn người địa cầu vẻn vẹn chỉ đánh chết được 4 phong hầu, 9 quân chủ, hơn nữa đánh chết phong hầu đều phải dựa vào thí ngô vũ dực. Điều này làm La Phong càng có cảm giác mình còn rất yếu. Mặc dù cảnh giới cảm ngộ của mình cực nhanh, nhưng mình tu luyện cũng vẻn vẹn chỉ mới mấy ngàn năm, như các giới chủ nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định mặc dù hiệu suất không bằng mình nhưng tu luyện vài chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm về mặt cảm ngộ quy luật cũng không chênh lệch lớn với mình mỗi người đều có trình độ cấp phong hầu rồi nếu xếp hạng hai ba mươi người đứng đầu đều có cảm ngộ trình độ tiếp cận phong vương thậm chí những người đứng trước nhất cảm ngộ quy luật đã đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 19 rồi nhưng họ vẫn chênh lệch với khoa đế rất xa vì cảm ngộ quy luật càng về sau mỗi một tầng tăng lên đều khó như lên trời, như bọn người chân diễn vương bị vướng ở tầng thứ 20, tỷ tỷ năm mà cũng không thể bước vào tầng thứ 21, cũng có thể nhìn ra càng về sau khó khăn lớn ra sao. Từ tầng thứ lầu 18 bước vào tầng thứ 19, cơ hồ khó khăn sánh ngang với từ tầng 1 tới lầu thứ 18. Khó khăn lớn tới như thế nào. Do đó tầng thứ lầu 18 tầng 20 nhìn như rất gần, nhưng cơ hồ mỗi đời giới chủ nguyên thủy bí cảnh đều có người đạt tới tầng thứ 19 nhưng để đạt tới tầng 20, e rằng ngàn vạn kỷ nguyên cũng mới có một người thôi. Ba năm qua, La Phong thật ra đã có được một danh hào. Phân thân kim giác cự thú vì đến cả phong hầu đỉnh cao cũng có thể đánh chết, tuy nói đánh chết, được vài phong hầu đỉnh cao, nhưng cũng đã làm cho thanh danh kim giác cự thú vang xa. Dù sao những phong hầu cao cấp chết dưới cánh của kim giác cự thú cũng có không ít tên bình thường phải tới phong vương cao cấp mới có thể làm được. Diễm tế đại lục cường giả như mây, ngoại tộc vô số, nhưng vẻn vẹn chỉ có hơn một ngàn phong vương mỗi phong vương đều có danh hào kim giác cự thú mỗi lần đều hiện thân với hình tượng quay thú bạc quy lực công kích của cánh nó rất đáng sợ tự nhiên dần dần có một ngoại hiệu ngân dực vương về phần bản tôn người địa cầu của la phong trên diễm tế đại lục hắn thuộc loại trình độ rất bình thường tự nhiên không thấy rõ năm thứ tư sau khi la phong tới diễm tế đại lục trong đại bản doanh thế giới giả định của tộc cơ giới tỳ duy tạp trên đường một thanh niên tộc cơ giới cao lớn đột nhiên gọi sư huynh một thanh niên tuấn mỹ tộc cơ giới toàn thân chủ yếu là màu bạc bên hông cánh tay có một ít kim sắc thoạt nhìn tựa như người bằng hộp kim khẽ cúi đầu tỏ vẻ tôn kính tỳ duy tạp ngươi thu hoạch ở chiến trường ngoài tinh vực thế nào rồi thanh niên tộc cơ giới cao lớn có chút tiếu ý dò hỏi đã hoàn thành 51,2% yêu cầu của chủ nhân ta bây giờ đang ở chiến trường thứ bảy diễm tế đại lục có rất nhiều cường giả ngoại tộc ở diễm tế đại lục hiệu suất của ta hẳn là còn có thể tăng lên nữa phòng trừng đánh chết hơn một ngàn phong hầu ngoại tộc nữa là hoàn thành nhiệm vụ thanh niên tuấn mỹ tộc cơ giới nở nụ cười tộc cơ giới có một điểm khác nhau đặc thù rất lớn với tộc quần khác vì mỗi một tộc nhân cơ giới khi vừa sinh ra cũng chỉ là một sinh mạng trí năng do là sinh mạng trí năng nên trời sinh sẽ phải nhận chủ bên trong tộc cơ giới một tộc nhân cơ giới cấp vũ trụ tôn giả sẽ có một vài bất hủ tộc cơ giới nhận chủ một bá chủ cường đại như hỗn độn thành chủ ở tộc cơ giới sẽ có vài vũ trụ tôn giả tộc nhân cơ giới nhận chủ. Nhận chủ này đã được tiến hành từ rất lâu, trừ phi người dưới trướng có thực lực vượt qua chủ nhân, vậy lãnh đạo tộc cơ giới sẽ ra lệnh chủ nhân giải trừ quan hệ chủ tớ, nếu không sẽ phải vĩnh viễn bảo trì quan hệ chủ tớ. Cả tộc cơ giới là một quan hệ kim tự tháp, một vũ trụ chi chủ, khống chế vô số vũ trụ tôn giả, vũ trụ tôn giả khống chế rất nhiều bất hủ tộc cơ giới. Họ có cảm tình, họ cũng sẽ có án hận, ghen ghét, phẫn nộ, hưng phấn, vui vẻ, rất nhiều tâm tình khác nhau. Nhưng nhận chủ là một loại năng lực hạch tâm của sinh mạng trí năng. Một khi nhận chủ, vậy thì tuyệt đối về mặt bản chất phải phục tòng chủ nhân, không được có ý nghĩ phản bội chút nào. Có lẽ đối với những người khác đồng tộc có thể ghen ghét bất mãn, nhưng đối với chủ nhân phải trung thành tuyệt đối. Cơ cấu thống trị kim tự tháp Đây là tộc cơ giới, một tộc quần cấp bậc tuyệt đối nghiêm ngặt, không có ai dám phản bội, nên đó là một tộc quần cực kỳ đáng sợ. Hoàn thành à, tỷ duy tạp, người thật xuất sắc chẳng trách chủ nhân thương yêu người như vậy thanh niên tộc cơ giới cao lớn cười mà như không ân huệ của chủ nhân ta đương nhiên sẽ bỏ hết sinh mạng tất cả sức lực mà hồi báo thanh niên tuấn mỹ tộc cơ giới vẫn rất khiêm tốn bảo trì về tôn kính rất tốt tiếp tục cố gắng đi sớm mà phong vương nhé thanh niên tộc cơ giới cao lớn dạy dỗ vâng sư huynh ta cố gắng hết sức học tập sư huynh thanh niên tuấn mỹ tộc cơ giới cúi đầu nói ừm Thanh niên tộc Cơ giới cao lớn đáp lời, rồi không để ý tới tỷ duy tạp nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn thầm bất bình hừ. Chỉ là một sinh mạng trí năng trong phi thuyền, khi chủ nhân còn yếu đã sử dụng, từ đó tiến hóa mà ra. Cùng chủ nhân cảm tình lang bạt sinh tử cùng nhau, bây giờ cũng chỉ là một tên phong hầu đỉnh cao mà thôi. Dám tranh giành sự thương yêu của chủ nhân với đám phong vương chúng ta, hừ! Nếu không phải chủ nhân cho người nhiều trợ giúp như vậy, người làm sao có thể giết chết được nhiều phong hầu ngoại tộc thế chứ? Nói thì dễ dàng phòng trừng giết hơn một ngàn bất hủ ngoại tộc đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hư thật hy vọng ngươi chết tòi ngay trên chiến trường ngoài tinh vực thanh niên tuấn mỹ liếc nhìn sư huynh vừa bỏ đi trong mắt lóe lên ánh hàn mang chủ nhân thu tôi tớ đặc biệt là những tôi tớ phong vương ai cũng có thực lực cao hơn ta trước mặt ta tùy ý làm bộ chỉ điểm rồi làm bộ làm tịch nữa rõ là một đám ngu ngốc lúc ta và chủ nhân sông pha sinh tử năm đó bọn người kia các ngươi không biết đang ở đâu hư ta được cảm tình chủ nhân thì các ngươi ghen ghét sao nếu không phải quy củ trong tộc phải bảo trì tôn kính với người cấp cao ta cũng chẳng thèm để ý tới các ngươi tỳ duy tạp trong lòng khinh thường hắn thật sự xem thường những phong vương ấy chủ nhân xem hắn như thân huynh đệ hắn làm sao cần quan tâm tới đám phong vương gặp chủ nhân chỉ cần nhắn chủ nhân là đủ bọn người đó e rằng muốn gặp chủ nhân cũng phải chờ cơ hội sao có thể được như ta có thể thường xuyên gặp chủ nhân tỳ duy tạp phốt mũi hơi nghếch đầu đi về phía chủ nhân thế giới gia định do tộc cơ giới chế tạo có thể giải rác cả một tinh khu do đó lãnh thổ tộc cơ giới có mấy trăm tinh khu mỗi tinh khu đều có một thế giới giả định mặc dù phân tán ở các tinh khu nhưng mỗi tinh khu đều có thể liên lạc với đại bản doanh có một đại bản doanh tiến hành điều hành chỉnh thể đương nhiên cũng vô cùng dườm già hơn nữa tộc nhân cơ giới bình thường không có tư cách vào đại bản doanh tỷ duy tạp thông qua thế giới giả định bố trí cho chiến trường ngoài tinh vực của tộc cơ giới trải qua truyền tống hồi lâu ý thức mới có thể tiến vào đại bản doanh lúc này mới có thể trao đổi với chủ nhân hắn. Tên gọi đại bản doanh thế giới gia định tộc cơ giới là Du Lam thế giới. Một chiếc phi thuyền kim tự tháp phi hành trên không trung diễm tế đại lục. Hư. Thanh niên tộc cơ giới tỷ suy tạp mặc chiến khải màu xanh biếc, mở mắt, nở nụ cười. Chủ nhân đối đãi với ta thật tốt, ta chỉ cần hoàn thành yêu cầu chủ nhân. Chủ nhân đã ban cho ta một món bảo vật. Nếu bị đám sư huynh ghen ghét biết được, phòng trừng sẽ phẫn hận hơn nữa. Nhưng phẫn hận thì đã sao? Một đám ngu ngốc. Mặc dù chỉ luận về thực lực bản thể, thì ta không bằng họ. Nhưng chiến đấu sinh tử của tộc cơ giới ta vốn là sử dụng các loại thủ đoạn, chủ nhân lại cho ta nhiều bảo vật, át chủ bài như vậy. Cho dù bất hủ cấp phong vương cũng không làm gì được ta, bước ta nóng này, dù cho là phong vương đỉnh cao ta cũng có thể đánh cho trọng thương. Tỷ duy tạp có vẻ rất tự tin. Vì hắn mấy năm nay giết được rất nhiều bất hủ phong hầu ngoại tộc, trải qua vô số lần giết chóc cũng rèn luyện tự tin. Ờ. Ừ. Máy thăm dò, hình ảnh của giới chủ nhân loại tỳ duy tạp hạ lệnh nhất thời tỳ duy tạp ngồi lên ghế hợp kim liếc mắt đã thấy hình ảnh ba chiều hình thành trước mắt trong hình ảnh giới chủ nhân loại mặc chiến khải đen đang khoanh chân ngồi giới chủ nhân loại diễm tế đại lục lại có giới chủ nhân loại tỳ duy tạp vút mũi hợp kim khẽ nhíu mày máy thăm dò của hắn rõ là hàng cao cấp cho dù là trong tộc cơ giới ta cũng phải phong hầu đỉnh cao mới có thể được phân phối nếu là ngoại tộc khác bình thường phải là bất hủ cấp phong vương mới có thể phân phối một giới chủ nhân loại nhỏ yếu lại được phân phối máy thăm dò cao cấp như vậy may mà máy thăm dò của ta là do chủ nhân cho còn cao cấp hơn dụng cụ thăm dò phong vương tộc cơ giới chúng ta tỳ duy tạp vỗ thành ghế hợp kim đứng thẳng lên tiểu gia hỏa này còn tu luyện căn bản không phát hiện ra ta giới chủ đã có dụng cụ cao cấp như vậy lai lịch khẳng định phải rất lớn không biết chừng trên người hắn có cả bảo vật của nhân loại hơn nữa hắn rất có thể là một siêu thiên tài của nhân loại cho dù không phải là siêu thiên tài thì cũng bối cảnh cũng rất đáng sợ nhưng bối cảnh càng lớn càng tốt chứ bối cảnh càng lớn tiền bạc trên người hắn phòng trừng cũng càng kinh người càng là thiên tài hắn càng giá trị nhiều quân công hơn tỳ duy tạp mắt lóe sáng cường giả ngoại tộc không thèm quan tâm tới bối cảnh của thiên tài nhân loại đến gần ta chặn đánh tên giới chủ nhân loại này tỳ duy tạp hạ lệnh chiếc phi thuyền kim tự tháp rẻ tiền lập tức bay về phía chỗ la phong tu luyện có câu thường đi cạnh bờ sông sao có thể không ướt giày La Phong ba năm qua bằng vào máy thăm dò muốn đánh ai thì đánh, không muốn đánh thì ngăn che thăm dò của đối phương. Sau khi máy thăm dò của địch nhân cao cấp hơn La Phong, thì quyền chủ động sẽ ở trong tay địch nhân. Lúc này La Phong không biết nguy cấp đang tới gần, hắn đang phân ra một chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn, bên trong phủ đệ La Phong, trong phòng media. La Phong, Từ Hân đang ngồi trong phòng xem phim. Chỉ hai người thôi. Đẹp hơn phim trên địa cầu chúng ta. Từ hân nói nhỏ, La Phong nắm tay thê tử, cười nói. Trong vũ trụ những nhân tài điện ảnh nhiều vô số kể, bất luận là nội dung kịch bản hay các loại kỹ thuật giả định đều rất hấp dẫn, tự nhiên phải làm người xem mê mẩn rồi. Hai vợ chồng vừa xem vừa thấp giọng trò chuyện. Đây phương thức trao đổi tình cảm bình thường giữa La Phong và thê tử. Hả? La Phong biến sắc. Sao vậy? Từ hân cả kinh. Lão bà, xin lỗi. La Phong ái náy cười, rồi biến mất trong nháy mắt đưa ý thức trở về vì trong đời thật hắn đã gặp nguy hiểm đáng sợ từ hân đứng bật lên hơi hồi hộp thấp thỏm không yên nàng biết la phong đang lang bạt ở chiến trường ngoài tinh vực không kìm được lo lắng vạn phần diễm tế đại lục trong cung điện ngầm cổ xưa trên vách đá trong cung điện còn có một vài đồ án thờ cúng cổ xưa trên đồ án thoáng có quy luật dao động có thể trải qua tỷ tỷ năm mà chưa hoàn toàn hủy hoại la phong lần đầu tiên khi thấy những đồ án thờ cúng đó cũng rất giật mình không biết sinh mạng nào đã sống vô số năm trước ở diệm tế đại lục. Bản thân La Phong đang khoanh chân ngồi trong điện. Đột nhiên. Âm. Um. Âm. Um. Âm. Um. Đồng thời chín luồng sáng với thế, như dao trẻ củi khô đục xuyên qua địa tầng đá rất dày, oanh kích thẳng vào cung điện dưới đất. Tòa cung điện cổ xưa dưới công kích cường thế dã man trong nháy mắt đã tan tành, đến cả không gian vũ trụ dưới công kích này cũng vỡ vụn, hàng loạt mảng đá vụn bị không gian loạn lưu cuộn đi khi cung điện lọt vào chính luồng sáng công kích thì la phong mới giật mình tỉnh lại không ổn chiến khải đen ngoài thân la phong nhanh chóng kéo dài ra bảo vệ toàn thân đồng thời nhanh chóng xuất hiện trước thuẫn bài thần thú binh một cột sáng to đùng trói mắt sau khi đục lỗ cung điện ngầm cũng lan đến người la phong sau khi đục lỗ tầng dày đá lực công kích của cột sáng đã suy yếu hơn phân nửa khi oanh kích vào người la phong đột nhiên cũng bị thuẫn bài thần thú binh ngăn trở nhờ đó giúp cho la phong tránh được một kiếp trời đất tăm tối cả cung điện ngầm sụp đổ la phong cũng bay ngược đi cái gì đây la phong lập tức điều chỉnh thân hình giữa không gian vũ trụ vỡ vụn vẫn bay vút lên trời dầm dọc theo động sâu vừa bị đục thủng trong nháy mắt đã bay ra ngoài mặt đất la phong nhìn ra phía trước không khỏi ngơ ngác bốn phương tám hướng tổng cộng lơ lửng chín tòa phi thuyền kim tự tháp từ các phương vị và động sâu ngầm thì vừa rồi chín luồng sáng đó nhất định từ chín phi thuyền kim tự tháp đó oanh kích vào phi thuyền tộc cơ giới La Phong nhíu mày nhìn lại. Lại là tộc cơ giới, ba ba tháp, máy thăm dò có thể phát hiện ra phi thuyền tộc cơ giới ở đằng xa không? La Phong, máy thăm dò không thể phát hiện mục tiêu, hẳn là hoàn toàn bị ngăn che rồi, địch nhân có máy thăm dò cao cấp hơn chúng ta. Ba ba tháp vội dùng ý thức trao đổi. Có thể máy thăm dò của chúng cao cấp hơn chúng ta, La Phong, người ngàn vạn lần phải cẩn thận, thực lực của địch nhân có thể là cấp phong vương. La Phong cũng rất tỉnh táo. Chín kim tự tháp đó Đặc biệt là vòng năng lượng bao ngoài phi thuyền kim tự tháp, cho La Phong một cảm giác mỗi một chiếc đều đắt hơn cả vẫn mặc tinh hào của mình. Địa vị gì vậy? La Phong thầm kinh hãi, tùy tiện đưa ra 9 chiếc phi thuyền đều tốt hơn cả vẫn mặc tinh hào của ta. Theo cảm ứng vòng năng lượng kia phòng ngự rất mạnh, có lẽ phải để phân thân kim giác cự thú ra tay mới có thể thương tổn tới phi thuyền kim tự tháp này được. Cường giả? Cường giả chính thức của tộc cơ giới, không phải là thứ bất hủ tộc cơ giới năm đó mà hô diên bác giết được có khả năng sánh ngang năm đó tên bất hủ tộc cơ giới đó chỉ là một bất hủ cấp quân chủ cũng không có thủ đoạn lợi hại gì phi thuyền cũng chỉ là một chiếc phi thuyền kim tự tháp cấp e đỉnh cao thôi sao có thể so được với cường giả vốn tiện tay đã ném ra chín chiếc phi thuyền kim tự tháp siêu quý giá này được khốn khiếp ta căn bản không tìm thấy tung tích của địch nhân la phong lo lắng lần đầu tiên la phong nếm mùi đau khổ khi máy thăm dò mình thấp địch nhân lúc trước đều là la phong đánh các cường giả ngoại tộc muốn đánh là đánh, muốn trốn là trốn. Bây giờ quyền chủ động lại hoàn toàn trong tay địch nhân. Vèo! La Phong giữa không trung chỉ hơi dừng lại 0,01 giây, rồi lập tức trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu gia hỏa, chạy đâu? Ha ha ha, chơi đùa một giới chủ nhân loại dám đến diễm tế đại lục, rất hay. Giữa không trung cách La Phong mấy trăm vạn km, tỷ duy tạp đang ở trong phòng điều khiển phi thuyền, hướng khởi quan khán cảnh này. Khi La Phong lựa chọn bỏ chạy, hắn liền hạ lệnh công kích vốn chín chiếc phi thuyền kim tự tháp luôn luôn không động tĩnh gì ầm ầm chuyển động đái chúng tách ra lộ ra cửa khoang rộng vài trăm thước rào rào dao vô số khối lỗi cơ giới màu đen bay ra như châu chấu chỉ thấy liên tục những khối đen từ các cửa khoang bay ra như chớp chín phi thuyền kim tự tháp đều đồng thời bán ra hàng loạt khối lỗi cơ giới màu đen theo lý thuyết độ cao chín chiếc phi thuyền kim tự tháp cũng chỉ chừng một nghìn tám trăm thước bên trong còn có phòng máy và rất nhiều khoang căn bản không thể bò vào đó quá nhiều khôi lỗi cơ giới nhưng lúc này khôi lỗi cơ giới lại điên cuồng bay ra liên tục không dứt cơ hồ nháy mắt trong mỗi một chiếc phi thuyền kim tự tháp đều bay ra trên trăm vạn khôi lỗi cơ giới màu đen chín trăm vạn cái nhìn chín phương hướng vô số khôi lỗi cơ giới đen long trời lở đất la phong như dại ra những khôi lỗi cơ giới này mỗi cái đều cao mười thước toàn thân đen kịt lưng đeo cự phủ chiến đao hoặc cự kiếm rốt cuộc là có địa vị gì hắn quá quá xa xỉ 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9, mỗi một cái đều hoàn toàn so kim loại cấp F9 hắc chậm văn mẫu rẻ nên, cho dù tiết kiệm, thì giá thành một chiếc khôi lỗi cơ giới cấp F9 ít nhất cũng phải có giá một cục kim loại, khối kim loại để làm thân thể to lớn như vậy cũng phải giá trị 10 đơn vị hỗn nguyên. 900 vạn là 9.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Bỏ ra khoản tiền khổng lồ như vậy, lại toàn bộ dùng để mua rất nhiều khôi lỗi cơ giới, quá lãng phí, quá xa xỉ, rốt cuộc có địa vị gì có câu thép tốt phải để ở lưỡi dao đồng dạng chín nghìn vạn đơn vị hỗn nguyên nếu tập trung mua một vài vật phẩm chân quý hiệu quả chiến đấu sẽ cao hơn nhiều chín trăm vạn chiếc khống chế cho thật chính xác bình thường khoảng trăm vạn cái đã là cực hạn rồi nhiều hơn nữa tuyệt đối chỉ lãng phí tiền bạc oanh bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất chín đại trận doanh mỗi trận doanh một trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp f chín lúc này trăm vạn khôi lỗi cơ giới thuộc trận doanh cách la phong gần nhất đồng thời tích lũy năng lượng ầm một trăm vạn luồng sáng đồng thời bắn về phía la phong hội tụ thành một cột sáng khổng lồ đường kính cả trăm mét vèo la phong cầm thần thú binh nhanh chóng né tránh tránh thoát cột sáng này oanh 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 chín đại trận doanh luân phiên xúc tích năng lượng luân phiên công kích lần lượt kéo gần khoảng cách từ lần oanh kích thứ ba la phong cho dù né tránh lợi hại cũng không thể né tránh hết chỉ có thể dựa vào hai lớp phòng ngự là thuẫn bài thần thú binh và binh giáp trên người ngăn cản oanh kích đáng sợ làm người ta ớn lạnh đó la phong gấp gáp thi triển thân pháp liều mạng nghiêng người bay về phía một khối trận doanh khôi lỗi cơ giới nhưng đám khôi lỗi cơ giới ấy lại đồng thời tách ra rút lui khôi lỗi cơ giới của tám đại trận doanh khác tiếp tục bức bách la phong tóm lại mặc cho la phong chạy trốn ra sao chín đại trận doanh luôn bảo trì khoảng cách thích hợp với la phong La Phong di chuyển về phía nào, Khôi lỗi cơ giới bên đó sẽ lui về phía sau, các khối lỗi cơ giới khác sẽ tiến lên. Cứ như thế, La Phong đã bị nhốt trong vòng vây. Khốn khiếp! Thật sự là quá bị ổi, La Phong tức giận. Với khoảng cách vòng vây này, đám khôi lỗi cơ giới thuộc chín đại trận doanh hoàn toàn mỗi lần đều có thể đánh trúng La Phong. Hả? Lại liên tục ngăn trở ta 26 công kích năng lượng tập thể, mỗi một đợt cũng sánh ngang với một kích toàn lực của phong hầu đỉnh cao. Ở một nơi rất xa, Tỳ Duy Tạp đang khống chế cuộc chiến đấu kinh ngạc chớp mắt, tên giới chủ nhân loại này thật là bất phàm, thuẫn bài trong tay hắn ngạnh kháng công kích mà không tổn hại gì, tựa hồ cũng hấp thụ một phần lớn lực công kích, chật chật. Bắt đầu ba trận doanh liên hợp công kích, Tỳ Duy Tạp hạ lệnh rất tùy ý. Vừa mới bắt đầu, chín đại trận doanh vây quanh La Phong, các trận doanh luân phiên công kích, làm La Phong không thể chạy ra khỏi vòng vây, khó chịu vạn phần. Sau khi La Phong ngạnh kháng 20 lần công kích, chín đại trận doanh bắt đầu công kích theo kiểu ba trận doanh liên hợp công kích uy lực oanh kích thật sự quá lớn kỳ thật đây xem như một cực hạn của chín đại trận doanh dù sao chín đại trận doanh nằm ở các phương vị khác nhau nhiều nhất là có thể đảm bảo ba trận doanh oanh kích đồng loạt về phía la phong xong la phong chống cự được kích thích năng lượng tấn công theo kiểu hỏa diễm tỳ duy tạp xa xa một lần nữa hạ lệnh dù là cường giả phong hầu đỉnh cao chính thức cũng phải bị vây chặt huống chi tiểu ra hoàng ngươi có thể cho làm ta hao tổn nhiều năng lượng như vậy, ngươi cũng nên tự hào rồi. Vốn vô số khôi lỗi cơ giới ngu ngốc trong nháy mắt ngoài thân lóe lên hồng quang chói mắt, khí tức cường đại làm La Phong vốn đang bị 900 vạn khôi lỗi cơ giới vây quanh biến sắc. Tên này, thật là, năng lượng mạnh thật, những khôi lỗi cơ giới này không phải bằng kim loại rẻ tiền, năng lượng hạch tâm của nó cũng rất cao cấp, một khôi lỗi cơ giới như vậy tối thiểu giá trị mấy trăm đơn vị hỗn nguyên, toàn bộ cộng lại, con số này cũng phải vài chục ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong dạy ra. Lúc trước vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cho cấp vực chủ, có được tới 30 ước điểm tích lũy tiền thường, La Phong cho rằng đã rất lợi hại rồi. Nhưng cảnh trước mắt, 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9, mỗi một chiếc đều thuộc loại khôi lỗi cơ giới rất cao, tuyệt nhiên không phải một cục sắt ngu ngốc. Như lúc trước La Phong mới vào chiến trường ngoài tinh vực cùng đám thái ốc, độc dược, lọt vào tộc cơ giới phục kích, khôi lỗi cơ giới do địch nhân tộc cơ giới sử dụng khôi lỗi cơ giới hạch tâm cũng phải dựa vào lôi điện ngục kết hợp mới có được quy lực cỡ đó. Những khôi lỗi cơ giới hạch tâm ấy và 900 vạn con này có vẻ thấp hơn một chút. Bỏ ra vài chục ức đơn vị hỗn nguyên như vậy sao? La Phong thán phục, đồng thời cũng hiểu, đã bỏ ra nhiều tiền bạc như vậy, khôi lỗi cơ giới trong chín đại trận doanh tuyệt đối, không phải thứ ngây ngốc lúc trước, chỉ biết dùng một phương pháp là năng lượng oanh kích tập thể vô cùng đơn giản. Oanh Ngoài thân 900 chiếc khôi lỗi cơ giới đều thiêu đốt ngọn lửa, rào cùng một loạt toàn bộ rút ra binh khí sau lưng, hoặc là chiến phủ, hoặc là chiến đao, hoặc là cự kiếm. Đột nhiên, một trận doanh trong chín đại trận doanh, tất cả các khôi lỗi cơ giới đều vung mạnh binh khí trong tay lên, chỉ về phía La Phong. Tích, năng lượng ngọn lửa thông qua cự kiếm nhanh chóng chuyển hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ, bắn thẳng đến La Phong. Trăm vạn ánh sáng màu đỏ tập hợp từ các phương hướng, hình thành một loại hình lưới quấn chặt lấy la phong đáng sợ thật la phong ớn lạnh rõ ràng cảm ứng được sự đáng sợ của quang võng màu đỏ vô hạn đó không thể địch lại được la phong có loại cảm giác một khi ngạnh kháng khẳng định bị vây mà chạy trốn cũng trốn không thoát âm um, la phong hư không tiêu thất giống một con quái thú cánh bạc khổng lồ chợt xuất hiện ở giữa không trung uy áp vô cùng đáng sợ tràn ngập ra cảnh này làm tỳ duy tạp ở một nơi rất xa đang không chế chiến đấu biến sắc ngân dực vương giới chủ nhân loại là khôi lỗi do ngân dực vương khống chế hay là ngân dực vương là bảo vệ cho hắn ba năm qua kim giác cựu thú đã làm sinh ra một danh hiệu mới ngân dực vương cũng xem như có một chút địa vị trên diệm tế đại lục thanh niên tộc cơ giới tỷ duy tạp cao mày giới chủ nhân loại có thể chống cự công kích tập thể của quân đoàn cơ giới tuyệt đối là siêu thiên tài trong nhân loại không đến mức trở thành nô lệ khôi lỗi của người khác ngân dực vương rất có thể là bảo vệ của hắn có thể cho ngân dực vương làm bảo vệ Vậy bối cảnh của giới chủ nhân loại này rất kinh người, khẳng định không ít bảo vật. Đích xác Sư phụ cho La Phong thú thần binh, thí ngô vũ Dực cho dù thú thần binh có rẻ một chút, cũng là một binh khí chuẩn của vũ trụ tôn giả, giá nó cũng đắt bất thường, thí ngô vũ sực thì đừng nói, vô số tộc quần vũ trụ, ngoại trừ La Phong là người sử dụng biết được ảo diệu của thí ngô vũ Dực cũng vẻn vẹn chỉ có một mình hỗn độn thành chủ biết thôi. Chí bảo như thế, một khi công khai uy lực của nó, cũng đủ để làm vô số vũ trụ tôn giả phải tranh đoạt cho dù một vũ trụ tôn giả táng ra bại sản cũng mua không nổi đương nhiên tỳ duy tạp cũng không biết trí bảo trên người la phong hắn chỉ đoán la phong là loại người có bối cảnh nên phải có bảo bối chỉ cần loại thiên tài tuyệt thế như la phong cũng rất có giá trị quân công rồi quân công bảo vật trên người hắn tỳ duy tạp nghiến răng liêu mạng cho dù trả giá lớn một chút cũng đáng la phong cũng bị ép tới nóng này đối mặt với 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 công kích theo mô thức đặc thù, ít nhất bản tôn người địa cầu cũng không chịu nổi. Còn loại át chủ bài như quân đoàn trùng tộc thì vừa vặn bị khắc chế. Quy lực công kích của quân đoàn trùng tộc mặc dù mạnh, nhưng những khôi lỗi cơ giới ấy con nào con nấy đều là do kim loại cấp F9. Ưu thế lớn nhất của chúng là phòng ngự mạnh bất thường. Quân đoàn trùng tộc một lần oanh kích, có lẽ sẽ làm trận doanh 100 vạn khôi lỗi cơ giới hoàn toàn hỗn loạn có lẽ có thể chấn động làm trên vạn khôi lỗi cơ giới hỏng năng lượng hạch tâm nội bộ nhưng kim loại cấp f 9 trên người chúng nhất định giúp cho chúng chịu tổn thất rất nhỏ ngược lại quân đoàn trùng tộc một khi lọt vào tám đại trận doanh đầy khôi lỗi cơ giới cấp f 9 công kích dưới công kích đáng sợ đó các chiến sĩ trùng tộc dù cho là thực lực giới chủ đỉnh phong phòng ngự thân thể chúng lại không bằng một bất hủ bình thường nhất tự nhiên thua xa phòng ngự của kim loại cấp f 9 vậy kết quả tự nhiên là rất bi kịch chết rất thảm trọng ưu thế trùng tộc là lực công kích mạnh trăm vạn giới chủ trùng tộc vương giả có thể đánh bị thương nặng một phong vương đỉnh cao chống lại quân đoàn cơ giới bình thường cũng có ưu thế một lần oanh kích đủ để chấn hỏng năng lượng hạch tâm của khôi lỗi cơ giới nhưng khôi lỗi cơ giới cấp f 9 này kim loại ngoài thân và hạch tâm năng lượng nội bộ đều rất cao cấp mỗi thứ đều phí tổn cực cao phí tổn mỗi con còn cao hơn giới chủ trùng tộc vương giả rất nhiều không thể thông qua oanh kích chấn hỏng hạch tâm vậy thì xem như bi kịch rồi la phong hiểu rõ về điểm này thủ đoạn khác nhau, có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Đối mặt với vây công của chín đại trận doanh, La Phong chỉ có một biện pháp, cho kim giác cự thú ra tay, hắn cũng bị buộc tới mức nóng này, không thể chọn biện pháp khác được. Ta đi tới chiến trường ngoài tinh vực hơn một ngàn năm, chưa bao giờ khó chịu như vậy, đám tộc cơ giới khốn khiếp, chờ mà khóc đi, La Phong nổi giận đùng đùng, kim giác cự thú vừa mới xuất hiện trên bầu trời mênh mông, lập tức vỗ hai cánh, né tránh khỏi vô số sợi tơ màu đỏ cuốn quanh kim giác cự thú có thí ngô vũ sực hiệp trợ hơn nữa thực lực bản thân nó thì triển tam chấn xuyên toa vũ trụ tốc độ nhanh như thế nào chứ ô oh. kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm lên phẫn nộ rồi vỗ hai cánh màu bạc xít lên nhằm thẳng về phía trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp f 9 của một trận doanh nhất thời trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp f 9 trận doanh này lập tức bắt đầu bỏ chạy còn quân đoàn khôi lỗi cơ giới 8 đại trận doanh còn lại đều di chuyển tới gần bảo trì một khoảng cách với kim giác cự thú vẫn trong trạng thái bị vây chặt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Giữa không trung chỉ lưu lại ba quỹ tích quanh co, tốc độ kim giác cựu thú đã tăng vọt tới tốc độ cận ánh sáng, đồng thời tiếp tục gia tốc, không ngừng tới gần một số rất gần tốc độ ánh sáng. Còn giá năng lực gia tốc của trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 thì chậm hơn hẳn, chúng nó thua cả năng lực gia tốc của bản tôn người địa cầu La Phong. Chỉ dựa vào khoảng cách kết hợp, ngăn cản dù bản tôn người địa cầu bay như thế nào cũng không thể đạt tới tốc độ cận ánh sáng mà thôi nhưng bây giờ lại là kim giác cự thú. Tam chấn xuyên toa vũ trụ vốn là phương pháp dùng cánh chim. Thí ngô vũ sực là trí bảo để chạy trốn và né tránh. Cho dù phong vương đỉnh cao, chỉ cần không có năng lực thuấn di, về mặt xa tốc đều kém hẳn kim giác cự thú. Vù vù, trăm vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 vừa mới ra tốc được một nửa, còn xa mới tới tốc độ cận ánh sáng, đã bị tốc độ vô cùng kinh người của kim giác cự thú đuổi kịp. Chỉ thấy kia hai cánh trải ra, xòe ra mấy trăm km, nhất thời như hoàn toàn che kín cả không trung ô kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm cánh chim như đao trong nháy mắt đánh vào giữa trăm vạn khôi lỗi cơ giới đang đào vòng cánh chim của kim giác cự thú lớn như thế nào chứ rộng tới mấy trăm km khôi lỗi cơ giới một con cũng mới 10 thước cho dù cả trăm vạn khôi lỗi cơ giới tụ tập mặc dù khoảng cách cũng khá là xa cũng chỉ phủ hơn 1.000 km thôi ầm ầm kim giác cự thú công kích vào giữa trận doanh vô số khôi lỗi cơ giới cấp F9 vùng chiến đao, cự kiếm, chiến phủ lên, bổ vào người kim giác cự thú, nhưng lại bị đánh văng ngược lại binh khí trong tay. Cả đám giống như một món đồ chơi, lần lượt bị đánh bay. Quỷ dị nhất chính là, dưới cú đánh của thí ngô vũ dực, vô số khôi lỗi cơ giới như mất đi động lực, từ trên cao rơi thẳng xuống phía dưới. Sao có thể? Ta dùng khôi lỗi cơ giới cấp F, năng lượng hạch tâm vô cùng ổn định. Sao chỉ va chạm một chút, mà có nhiều con mất đi động lực như vậy? Một lần đánh, lại có trên vạn khôi lỗi cơ giới không nhúc nhích được giữa không trung ở một nơi rất xa tỳ duy tạp ngồi trong phi thuyền nhìn cảnh này vẻ khó có thể tin kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm rung trời cánh chim vỗ mạnh vốn chỉ nghĩ rằng một lần đánh có thể hao tồn trên trăm khôi lỗi cơ giới địch nhân đã là không tệ rồi nhưng chính thức đánh ra là phòng kinh hỉ phát hiện khôi lỗi cơ giới chỉ bị thí ngô vũ rực chính diện quét chúng có lẽ thân thể bằng kim loại cấp f 9 thì vẫn coi như còn tốt nhưng hạch tâm trong cơ thể lại bị chấn động đến mức hủy diệt. Nguyên nhân là do lực không gian thần kỳ của thí ngô vũ dực, lực không gian đặc thù đó thông qua thí ngô vũ dực tóe ra một chút xíu mà thôi. Nhưng một chút như vậy, khôi lỗi cơ giới cấp F9 chỉ cần bị đụng chạm vào là tiêu luôn. Hối hận đi. Chú ý đánh ta, người sẽ phải hối hận đau lòng. Kim giác cự thú phát ra một tiếng giống thống khoái, tiếp tục rung động thí ngô vũ dực, lần lượt tấn công vào trận doanh trăm vạn khôi lỗi, vô số khôi lỗi cơ giới từ trên cao rơi xuống, con nào cũng mất đi động lực vừa công kích phân thân kim giác cự thú cũng tùy thời thu cả những khối lỗi cơ giới mất đi động lực không thể phản kháng vào những thế giới mặc dù hư hỏng có lẽ sửa lại là có thể dùng tốt món đồ giá trị mấy trăm hỗn nguyên hư hỏng cũng đáng vài chục hỗn nguyên chứ chỉ nháy mắt kim giác cự thú một hơi thu trên 10 vạn khối lỗi cơ giới cấp f 9 còn những khối lỗi cơ giới khác lập tức điên cuồng chạy tóe ra bốn phương tám hướng đến cả tám đại trận doanh vốn đang truy sát tổng cộng tới 800 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 cũng nhanh chóng chạy trốn, bay ra về phía chín phi thuyền kim tự tháp xa xa. Giống Kim giác cự thú vỗ hai cánh, giữa không trung chỉ lưu lại ba đạo quỹ tích quanh co, truy thẳng về phía một trận doanh khác. Nhưng lần này, chỉ được chiến lợi phẩm mấy vạn khôi lỗi cơ giới thôi, đám khôi lỗi cơ giới đều đã chạy thoát cả. Điều kiện tiên quyết để thu khôi lỗi cơ giới, thậm chí sinh mạng, vào nhẫn thế giới, là không có sự phản kháng một khi bị phản kháng thì không thể thu thành công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kim giác cự thú chỉ có thể thu những khối lỗi cơ giới bị hủy năng lượng hạch tâm thôi. Đương nhiên, vẫn có một vài thủ đoạn cưỡng ép thu vào, tỉ như năng lực thiên phú thôn phệ. Hoàn toàn cưỡng ép thôn phệ. Nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm, một khi sức phản kháng quá lớn, tỉ như có thể nội thế giới, rất có thể tạo thành tình trạng thể nội thế giới tan vỡ. Hư! Giữa không trung xa xôi, trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, thanh niên tỷ duy tạp nghiến răng cười lạnh dám lấy đi của ta nhiều khôi lỗi cơ giới như vậy ngân dực vương ngân dực vương không hổ là bất hủ cấp phong vương quả nhiên rất mạnh nhưng tài sản của tỷ duy tạp ta không phải dễ nuốt như vậy ta phải buộc ngươi toàn bộ nhà ra bằng hết cửu tuyệt thần quốc khởi động tỷ duy tạp nghiến răng hạ lệnh át chủ bài chính thức của hắn siêu cường giả tộc cơ giới chủ nhân năm đó cùng hắn lang bà sinh tử xem hắn trở thành huynh đệ chính thức đã chuyên môn chế tạo cho hắn một vũ khí tộc cơ giới đáng sợ cường đại càng vũ khí bình thường điều kiện khống chế cũng càng cao đến cả hình thái đầu tiên thí ngô vũ dực mà la phong cũng phải tu luyện diễn thần thất biến tới tầng thứ nhất mới sử dụng được một thứ đề tỳ duy tạp có năng lực khống chế lại có uy lực cường đại chủ nhân của hắn đích xác mất rất nhiều mới tự mình làm ra được cửu tuyệt thần quốc này giữa không trung địch nhân rốt cuộc ẩn giấu ở đâu còn người màu vàng sậm của kim giác cự thú nhìn lướt chung quanh vô số khôi lỗi cơ giới cấp F9 toàn bộ đã chui cả vào chín tòa phi thuyền kim tự tháp. Lúc này, chỉ còn chín tòa kim tự tháp lơ lửng ở chín phương vị, kim giác cự thú không tìm thấy chân thân của bất hủ tộc cơ giới này. Vù, nó vỗ hai cánh. Kim giác cự thú lao thẳng về phía một trong chín tòa kim tự tháp lơ lửng. Ta tới chiến trường ngoài tinh vực lần đầu tiên gặp cảnh khó chịu như vậy, đến cả địch nhân ở đâu cũng không tìm thấy, nhưng ta sẽ không bỏ qua được. Kim giác cự thú bay về phía một tòa kim tự tháp. Hoanh! oanh 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 chín tòa kim tự tháp đồng thời phát ra từ quang trói mắt bệ đỡ cũng đồng thời vỡ ra vù những lưu quang tím dày đặc từ trong bệ bay ra tựa hồ là một thứ vũ khí đặc thù gì đó nhưng không đợi cho kim giác cự thú thấy rõ thì từ quang bên ngoài chín tòa kim tự tháp đột nhiên sáng rực lên từ các phương hướng tóe ra vô số ánh sáng màu tím bắn đi với tốc độ ánh sáng khi vô số ánh sáng màu tím vừa lao ra, lập tức có một bộ phận ánh sáng màu tím quấn chặt lấy kim giác cự thú. giống giống kim giác cự thú hai cánh như đao điên cuồng dãy ruộng chặt đứt vô số ánh sáng màu tím nhưng lại có nhiều ánh sáng màu tím hơn nữa quấn quanh nó. vẹn vẹn chỉ khoảnh khắc chín tòa kim tự tháp đã hoàn toàn nối liền. ầm trời đất chuyển biến tất cả cảnh vật toàn bộ biến mất chỉ còn lại có một khoảng không gian mênh mông tím ngắt kim giác cự thú đã lọt vào cửu tuyệt thần quốc khi kim giác cự thú lọt vào cửu tuyệt thần quốc cửu tinh loan hắc long sơn vũ trụ gia định từ hân đang lặng lẽ cầu khẩn cho la phong ở chiến trường ngoài tinh vực hơn một ngàn năm phong chưa bao giờ bối rối vội vàng bỏ mình đi như vậy ông trời cầu ngài phù hộ cho phong mỗi lần la phong trải qua nguy hiểm thân nhân luôn rất lo lắng đây cũng là nguyên nhân la phong khi trải qua nguy hiểm đều không muốn nói cho thân nhân biết cùng lúc trong ám vũ trụ một chiếc phi thuyền vũ trụ hình kiếm toàn thân đen kịt đang nhanh chóng phi hành. Điện hạ, cách điểm xuyên toa một ngày nữa. Điện hạ, chúng ta lần đầu tới chiến trường ngoài tinh vực, đã đi thẳng tới diệm tế đại lục rồi, nơi đó cường giả như mây, điện hạ dù sao cũng vừa mới phong vương, chỉ là phong vương sơ cấp, trên diệm tế đại lục đều là cường giả phong vương đỉnh cao. Một tiếng hử lạnh vang lên, hai tên đầy tớ đều ngậm miệng. Một thiên niên lớn cao lớn mặc chiến khải đen, khuôn mặt hắn như đá điêu khắc, không có lông tóc gì, đôi mắt cực bắt mắt như một cặp đá ruby tản ra hào quang sâu kín thần bí cả người hắn đứng đó tản ra một luồng khí tức quỷ mị hắc ám ta khó mà có được cơ hội thừa dịp tộc ta và yêu tộc giao hảo dùng thân phận phe yêu tộc tiến vào chiến trường ngoài tinh vực điên cuồng nhất vũ trụ nguyên thủy đã vào chiến trường ngoài tinh vực ta sao có thể lùi bước chứ Thành niên giáp đen lạnh lùng nói dạ dạ hai gã bất hủ tôi tới cung kính đáp hừ yên tâm ta dù sao cũng là phong vương sơ cấp cho dù thủ đoạn của đám ngoại tộc đó đặc thù có lẽ có thể đánh bại ta nhưng muốn đánh chết ta lại không thể được thanh niên giáp đen lắc đầu tự tin nói lần này lang bạt ở chiến trường ngoài tinh vực là cơ hội để ta đi vào tầng lãnh đạo của tộc quần không được lười biếng hai tên tôi tớ ngoan ngoãn đáp lời diễm tế đại lục thanh niên giáp đen nhìn ám vũ trụ vô hạn bên ngoài trong lòng thầm nhủ khi từ hân đang cầu cho la phong cũng như thanh niên giáp đen thần bí đi tới diệm tế đại lục thì la phong lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm không gian tím mênh mông tản ra khí tức làm người ta ớn lạnh chín tòa kim tự tháp bắn ra vô số vũ khí đặc thù lúc này chúng lơ lửng ở các phương vị khác nhau trong không gian tím chỉ thấy những vũ khí đặc thù này hoặc là khôi lỗi cơ giới chỉ cao có nửa thước hoặc là một thanh chiến đao khổng lồ dài 100 thước hoặc một khôi lỗi cơ giới đặc thù chỉ cao có 0,1 thước hình thù kỳ quái phân tán ở các góc không gian tím đồng thời nhanh chóng bắt đầu tập hợp được không gian tím bổ sung năng lượng cường đại chúng phát sinh những biến hóa kinh người những vũ khí đặc thù ấy trong nháy mắt đã biến thành 81 người khổng lồ vũ trang đầy đủ 81 người khổng lồ đứng ở các góc không gian tím vây chặt kim giác cự thú người khổng lồ thấp thì ước chừng 8 thước cao thì ước chừng 80 thước đây là kim giác cự thú lơ lửng giữa trời đôi mắt màu vàng sậm quan sát rất tỉnh táo nhưng trong lòng thì chấn động xem vừa rồi vô số vũ khí đặc thù tổ hợp rất nhanh chóng tựa hồ dùng đều là kim loại cấp g chỉ cần 81 người khổng lồ này số kim loại cấp g sử dụng cho dù không phải là kim loại cấp g cao cấp cũng phải trên trăm ức đơn vị hỗn nguyên rồi kim loại cấp g rất đắt bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất như la phong bây giờ sử dụng huyết ảnh chiến đao thuẫn bài sáu cạnh cũng được chế rất đặc biệt bằng kim loại cấp g binh khí các cường giả phong vương sử dụng cơ hồ đều dùng kim loại cấp g dù sao kim loại cấp ép căn bản không thể chịu được sự chém giết của các cường giả phong vương muốn chịu được sức mạnh của cường giả phong vương đỉnh cao cho dù sử dụng kim loại cấp g cũng phải là loại cấp g tương đối cao cấp đương nhiên la phong cũng mua chiến đao thuẫn bài loại này với chiết khấu rất lớn vẫn mất ước 4 vạn điểm tích lũy chỉ cần chiến đao thuẫn bài nếu so với một chiếc vẫn mặc tinh hào cũng đã đắt hơn rồi cấp g so với kim loại cấp ép hiển nhiên đắt hơn không biết bao nhiêu lần. Bình thường bất hủ cấp phong vương cũng chỉ sử dụng rất ít kim loại cấp G, căn bản không thể dùng để chế tạo phi thuyền. E rằng, chỉ vũ trụ tôn giả mới làm tới mức này, thể tích 81 người khổng lồ bằng kim loại cấp G trước mắt này, cho dù là kim loại cấp G loại vừa, theo đánh giá cũng phải trên trăm ức đơn vị hỗn nguyên, tương đương với tài sản của cả một thần linh bất hủ cấp phong vương bình thường. Địch nhân rốt cuộc có địa vị gì? là Phong thầm kinh hãi, lập tức cười lạnh trong lòng, bất luận địa vị gì, cứ giết hắn mọi thứ đều là của ta, khoản này còn lãi hơn cả tích lũy quân công. Ngân Dực Vương Một thanh âm vang dội từ một người khổng lồ tím cao nhất truyền ra, nói rất đúng tiếng thông dụng của tộc cơ giới. Kim giác cự thú khẽ quay đầu nhìn về phía tiểu nhân màu tím đó. So với kim giác cự thú dài trên trăm km, người khổng lồ vài chục thước thật sự là một tiểu nhân màu tím. Nói Kim giác cự thú phát ra ngôn ngữ tộc cơ giới. Người thu của ta tổng cộng ước 53 vạn khối lỗ cơ giới người trả những khôi lỗi cơ giới lại cho ta ta nguyện ý thả cho ngươi ly khai người khổng lồ tím nhìn con vật khổng lồ người hẳn cũng biết máy thăm dò của ta hơn xa ngươi Người không thể phát hiện ra ta nhưng ta lại có thể dễ dàng phát hiện ra ngươi kim giác cự thú trầm mặc cặp mắt lạnh như băng màu vàng sậm nhìn xuống người khổng lồ tím 81 người khổng lồ của ta chính là tuyệt chiêu cuối cùng của ta 81 thần vương trong cửu tuyệt thần quốc người khổng lồ tím tiếp tục nói tại sao gọi chúng là thần vương vì trong cửu tuyệt thần quốc mỗi người trong số chúng đều có chiến lược phong vương sơ cấp lại có thể một mình chiến đấu một khi thi triển cấm chiêu của cửu tuyệt thần quốc ta cho dù ngươi là bất hủ cấp phong vương có bất tử chi thân cũng phải trọng thương tổn thất một bộ phận bất hủ thần thể e rằng phải trăm vạn năm ngàn vạn năm mới có thể khôi phục liều mạng rất không đáng ngươi chỉ cần trả khôi lỗi cơ giới cho ta ta thả ngươi ly khai cửu tuyệt thần quốc để ngươi bình yên ly khai người khổng lồ tím nói kim giác cự thú vẫn nhìn chằm chằm vào 81 người khổng lồ. Thần vương, chiến lược phong vương sơ cấp. Hòa hai chiến, phải xem vào lựa chọn của ngân dực vương người. Người khổng lồ tím nói, ở một nơi rất xa, thanh niên tộc cơ giới, tỷ duy tạp, đang không chế chiến đấu, lộ ra nụ cười gằn, ra hỏa ngu xuẩn, chờ ngươi trả khôi lỗi cơ giới cho ta, ta sẽ giải xéo ngươi, đánh nát thân thể ngươi, đánh vỡ nhận thế giới của ngươi, làm tên giới chủ nhân loại bị ép ra tìm được bảo vật của tên giới chủ nhân loại đó mới là mục tiêu của ta. 53 vạn khôi lỗi cơ giới, đều là những khôi lỗi tốt, ta bỏ ra ước 8 mức đơn vị du lam mới có được, rồi bỏ ra thêm 1.000 vạn đơn vị du lam là có thể sửa xong năng lượng hạch tâm của những con rối này. Dù sao, chỉ là chấn hỏng một chút mà thôi, chủ thể năng lượng hạch tâm hẳn là vẫn còn tốt, khôi lỗi cơ giới cỡ này mà lọt vào tay cự thú thì rõ là lãng phí. Đơn vị du lam là đơn vị tiền cao nhất tộc cơ giới. Nếu so với nhân loại, Hai đơn vị Du Lam ước bằng một đơn vị Hỗn Nguyên. Đương nhiên vì là tộc quần đối địch, tiền bạc chẳng hề lưu động với nhau, nhiều nhất là có vài cường giả lén dùng vật đổi vật, đơn vị Hỗn Nguyên ước bằng hai đơn vị Du Lam, cũng chỉ là chỉ số đại khái, khi chính thức dùng vật đổi vật, tự nhiên có biên độ dao động rất lớn. Kim Giác cự thú quan sát một lát. Cửu Tuyệt Thần Quốc đương nhiên cũng không phải thần quốc chính thức, chỉ là xem như một cái tên, hạch tâm của nó hẳn là chín tòa kim tự tháp lơ lửng. Giống kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ 81 thần vương cơ giới từ các phương vị vây quanh kim giác cự thú phiền to rồi mỗi thần vương cơ giới đều có chiến lược phong vương sơ cấp chiến lược 81 phong vương sơ cấp đủ để áp chế phong vương đỉnh cao huống chi 81 thần vương há có thể không có một vài thủ đoạn phối hợp đặc thù gì vừa rồi tên khống chế sau lưng đã nói hắn có cấm chiêu cửu tuyệt thần quốc mà chiến hay hòa thần vương hình thể lớn nhất hướng mắt nhìn kim giác cự thú Tộc cơ giới bất hủ, ngươi nghĩ rằng ta ngu xuẩn như ngươi à?" Kim giác cự thú phát ra thanh âm trầm trầm. "Câu trả lời của ngươi làm ta rất không hài lòng. Do đó, xin hưởng thụ cử tuyệt thần quốc nhé. Ngươi là người đầu tiên buộc ta vận dụng cường giả cử tuyệt thần quốc, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh." Người khổng lồ tím nói, vừa nói xong, 81 thần vương nhất thời bộc phát năng lượng làm người ta ớn lạnh, mỗi người đều hóa thành một luồng hào quang, từ các phương hướng khác nhau xông vào kim giác cự thú kim giác cựu thú ngẩng đầu gầm lên một tiếng tùy ý giao thí ngô vũ rực rung động giữa không trung lưu lại ba quỹ tích quanh co trong nháy mắt đã tránh né khỏi cú đánh của 81 thần vương nhằm thẳng về phía bờ góc của cửu tuyệt thần quốc tộc cơ giới ngu ngốc thật sự nghĩ rằng ta sẽ cứng trọi cứng với hắn à ta khở sao mà cứng trọi cứng với thần vương làm bằng kim loại cấp g ưu thế của ta là tốc độ cho dù là cường giả phong vương đỉnh cao nếu không hiểu chiêu thuấn gì cũng không thể sánh được với tốc độ của phân thân kim giác cự thú. Lúc trước trò chuyện với bất hủ tộc cơ giới, La Phong đã đưa ra kế hoạch chiến đấu. Tránh né, tránh né, luôn tránh né. 81 thần vương có vẻ rất vụng về, căn bản không thể vây quét được phân thân kim giác cự thú vốn linh hoạt vô cùng. Trước hết xé tan cửu tuyệt thần quốc, kim giác cự thú hai cánh trải ra, bay đến bên bờ cửu tuyệt thần quốc. Lập tức thi triển thức thứ nhất minh nguyệt sách, chỉ thấy thí ngô vũ sực như đào cắt thẳng tất cả mọi thứ cản đường không gian vũ trụ bị vỡ vụn ra một luồng cầu vồng bạc cát về phía bờ không gian tím thần quốc vây bọc ở một nơi rất xa tỳ duy tạp khống chế cuộc chiến đấu nhẹ giọng nhắc tới lập tức cười chế giễu đây là vũ khí do chủ nhân cường đại của ta chế tạo tưởng phá nó được sao rõ là nằm mơ bên trong cửu tuyệt thần quốc khi kim giác cự thú vò tới bên bờ đột nhiên không gian tím lóe ra hàng loạt sợi tơ tím vô số sợi tơ tím đột ngột xuất hiện rồi quấn quanh cho dù là kim giác cựu thú cũng không thể né tránh. Giống. Kim giác cựu thú gầm lên dãy rủa, Thí ngô vũ dực tùy ý huy động, cắt hàng loạt sợi tơ tím, vừa mới định phi hành, lại có nhiều sợi tơ tím quấn quanh hơn nữa. Xé rách thần quốc. Tỳ duy tạp nhẹ giọng nhắc, đồng thời khống chế 81 thần vương. Bên trong cửu tuyệt thần quốc, 81 thần vương đồng thời vung tay, những trường như đao, cứ như vậy liên tục cắt xuống. 81 đao quang hình cung xé vụn trời đất, hoàn toàn nhằm thẳng về phía kim giác cự thú. Trên đường phi hành, 81 đao quang hình cung tự nhiên bắt đầu đụng chạm, dung hợp, hình thành một lưỡi dao khổng lồ mơ hồ, hơn nữa trong cả không gian tím còn có năng lượng dung nhập vào trong liên tục không dứt, làm đao quang càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, hình thành một thanh đao dài ước 300 thước, trông như một chiếc đao thật. Đao chém qua chỗ nào, không gian vũ trụ chỗ đó bị cắt thẳng ra một cái khe rất mỏng. Đây là chiêu thức gì? Kim giác cự thú đối mặt với những sợi tơ tím vô cùng vô tận cũng cảm thấy phẫn nộ bất lực. Khi thấy ánh đao dài đến 300 mét xé gió bay tới, con mắt màu vàng sậm lộ ra vẻ trịnh trọng, lập tức khép hai cánh lại, dùng thí ngô vũ sực bao chặt cả kim giác cự thú. Lưỡi dao khổng lồ bình thường nhìn như cắt ra một vết nứt không gian, trong chớp mắt đã bổ vào trên cặp cánh bạc, hai cánh khép chặt lại, hoàn toàn bao kín kim giác cự thú, như một cái mạng màu bạc, thí ngô vũ rực thật sự đã bảo vệ kim giác cự thú vô cùng kín đáo không có một chút khe hở nào ầm ầm kim giác cự thú bị chém vào bay ngược lại mà không có sức phản kháng vốn vô số sợi tơ tím quấn quanh kim giác cự thú chủ động nhà ra có vài sợi tơ tím bị luồng lực công kích đáng sợ chấn động đến mức vỡ vụn kim giác cự thú bay ngược lại ma sát với không khí hình thành một luồng cầu vồng bay ngược vài chục vạn km kim giác cự thú mới buông hai cánh ra khóe miệng trên chiếc đầu khổng lồ của nó có vương chút vết máu kim sắc đôi mắt màu vàng sậm có vẻ điên cuồng thí ngô vũ dực triệt tiêu trên 9 phần lực công kích tướng giáp cũng suy yếu 9 phần trải qua hai tầng bảo vệ thí ngô vũ dực và tướng giáp lực công kích còn thừa cũng chỉ còn một phần ngàn công kích chính thức thôi cho dù như vậy vẫn làm cho kim giác cự thú bị thương vù kim giác cự thú vỗ hai cánh giữa không trung hóa thành một quỹ tích vặn vẹo cánh chim vỗ ba lần đã nhanh chóng bổ về phía một thần vương gần nhất hiển nhiên phải 81 thần vương liên thủ mới có thể phát ra uy lực mạnh nhất chỉ cần có thể dây dưa được một thần vương thì sẽ an toàn hơn. Xoẹt xoẹt, vô số sợi tơ tím chợt sinh ra chung quanh kim giác cự thú, không hề có dấu hiệu gì, cứ thế quấn quanh kim giác cự thú. Lại là những sợi tơ tím. Khốn khiếp, La Phong cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Kim giác cự thú điên cuồng dãy rủa làm vô số sợi tơ tím bị đứt đoạn, nhưng lại có nhiều sợi tơ tím nữa được sinh ra, điên cuồng quấn quanh, làm kim giác cự thú như bị xa lầy căn bản không tránh thoát được. Giống. Kim giác cự thú dãy ruộng, đồng thời phẫn nộ gầm gừ. Lại có thể tiếp được một kích cử tuyệt thần quốc của ta mà không vỡ vụn thân thể, thực lực của ngươi rõ là làm ta phải khâm phục. Xa xa trong 81 thần vương, tên thần vương có chiều cao cao nhất từ phía sau đột nhiên rút ra một thanh cự kiếm còn cao hơn bản thân hắn một chút, đồng thời phát ra một tiếng gầm khẽ. Vậy tiếp đệ nhị kích cử tuyệt thần quốc của ta. Oanh! 80 thần vương khác đồng thời vươn một ngón tay, bắn ra một luồng tử quang rất mỏng, mặc dù mỏng, nhưng lại cực kỳ ngưng tụ. 80 tử quang đồng thời xạ vào thanh cự kiếm. Thần vương cao nhất lập tức bổ ra cự kiếm trong tay một kích ẩn chứa quy luật không gian, quy luật hỏa diễm, cả cự kiếm chém tới, không gian vũ trụ bị xé rách thành một khe hở, kiếm quang màu tím dọc theo khe hở trong nháy mắt đâm vào người kim giác cự thú, tốc độ nhanh đáng sợ. Kim giác cự thú đương nhiên khép hai cánh lại, ngạnh kháng kích này, rồi một lần nữa bị oanh kích bay ngược lại rất nhanh thân thể vẫn chưa bùng nổ à vậy tiếp đệ tam kích của ta ta không tin ngươi còn chịu đựng được thần vương cao nhất phát ra một tiếng quát lạnh kích này lợi hại kích trước đệ tam kích là một cây cự trùy thật nện vào đôi cánh chim đang khép lại bảo vệ kim giác cự thú phốc đôi mắt mũi tai kim giác cự thú hoàn toàn bị chấn động dỉ máu trong miệng cũng phun ra một hơi máu tươi kim sắc khi kim giác cự thú muốn phi hành thì không gian xung quanh lại tóe ra vô số sợi tơ tím một lần nữa quấn quanh làm kim giác cự thú phẫn nộ đến cực hạn. Ở một nơi rất xa, thanh niên tộc cơ giới tỷ duy tạp đang khống chế trận chiến đấu, vỗ mạnh vào ghế hợp kim, đánh vỡ tan cái ghế. Liên tục ba kích sao chưa bị đánh tan thân thể, cửu tuyệt thần quốc là do chủ nhân ta tự mình sáng tạo, dưới ba sóng công kích liên tục của cửu tuyệt thần quốc, cho dù là bất hủ phong vương đỉnh cao, mặc dù có bất tử chi thân, nhưng cũng sẽ bị đánh nát, nhiều nhất là ngưng tụ lại thôi, sao thân thể nó lại không bị nổ nát ra vậy? chỉ cần có thể nổ nát thân thể ngân dực vương, nhẫn thế giới của nó sẽ hiện ra thông qua cửu tuyệt thần quốc trong nháy mắt đoạt được nhẫn thế giới, sau đó làm cho sức chịu tài của một phương thế giới của nhẫn thế giới không ổn định tan vỡ, vậy giới chủ nhân loại này tự nhiên sẽ phải văng ra, mục đích của ta cũng sẽ đạt tới. nhưng sao thân thể của ngân dực vương lại không bị nổ nát? đây là cửu tuyệt thần quốc là vũ khí tuyệt luân do chủ nhân niệm giao tình năm đó ta lang bà sinh tử mất bao nhiêu tâm lực? tiền bạc chuyên môn luyện chế cho riêng ta bình thường bất hủ cấp phong vương táng ra bại sản cũng không mua nổi bảo vật này tuy giết không chết được phong vương đỉnh cao nhưng nổ nát thân thể phong vương đỉnh cao là việc rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ tỳ duy tạp không dám tin cảnh này cửu tuyệt thần quốc hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi cường giả phong vương đỉnh cao rất lợi hại cho dù có thể bị đánh tan họ cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ lại không tổn thất một cọng tóc do đó trận giết là quá khó tỷ duy tạp cũng không muốn giết chết ngân dực vương hắn cũng không tin tưởng có thể giết chết ngân dực vương hắn chỉ muốn đánh tan thân thể ngân dực vương thừa dịp lúc đó tìm được giới chủ sau đó dựa vào thủ đoạn đặc thù của tộc cơ giới làm sức chịu tài một phương thế giới trong những thế giới không ổn định sẽ tự động tan vỡ ta không tin tỷ duy tạp nghiến rằng giết không chết ngân dực vương người thì thôi nhưng đến cả nổ nát cũng không được sao cửu tuyệt thần quốc của chủ nhân không thể kém như vậy vỡ cho ta tỳ duy tạp nổi điên cửu tuyệt thần quốc lập tức bắt đầu công kích đáng sợ hơn nữa đệ tứ kích đệ ngũ kích đệ lục kích 81 thần vương chiến lược tương đương với phong vương sơ cấp dựa vào không gian tính phụ trợ thì triển ra hết đợt công kích này tới đợt khác vô cùng đáng sợ thần quốc ma luân đĩa mài thần quốc tỳ duy tạp nghiến răng khống chế 81 thần vương thì triển ra kích thứ 9, cũng là chiều mạnh nhất trong chính thức công kích của cửu tuyệt thần quốc trên người 81 thần vương đều phát ra hào quang trói mắt Toàn bộ hào quang tập hợp vào binh khí trong tay họ, đồng thời binh khí trong tay bọn họ toàn bộ đều xuất hiện trong lòng bàn tay. 81 thần vương tập hợp giữa không trung, đang xúc tích sức mạnh binh khí, có cái lớn như một cự kiếm dài cả trăm mét, ngắn thì không tới nửa thước, ngưng tụ thành một bánh xe khá kỳ dị, thớt bánh xe có răng cưa. Keng keng. Ma luân xoay tròn vô số, ánh sáng trong cả không gian tím dung nhập vào trong ma luân, tựa như thành một không gian tím hạch tâm. Vù vù. Ma luân bắn về phía kim giác cự thú, đồng thời các đĩa mài cao thấp hai tầng xoay tròn nghịch hướng. Đến cả không gian vũ trụ dưới loại xoay tròn này cũng bị mài hóa thành vô số mảnh vỡ. Khi ma luân đụng chạm vào kim giác cự thú, nó bắt đầu điên cuồng áp đảo, lần lượt thay đổi. Thí Ngô Vũ rực bị nó điên cuồng áp chế cũng bị mài đi một bộ phận thân thể của kim giác cự thú, mà cũng bị mài nát bấy. Cánh bạc bảo vệ tầng ngoài thân thể vẫn không tổn hao gì chút nào. Giống. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm đau đớn. Tộc cơ giới ngu ngốc, tên gia hỏa ngu xuẩn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Kim giác cự thú một tiếng gầm phẫn nộ, ngươi chỉ biết dùng sợi tơ tím đáng ghét này quấn quanh ta. Ma Luân nhanh chóng phân chia rồi bay ngược trở về, hóa thành 81 thanh binh khí bay về phía các thần vương. 81 thần vương nhìn Kim giác cự thú xa xa, nhất thời không biết nên phải làm gì. Chín kích của Cửu Tuyệt Thần Quốc mà không thể nổ nát thân thể nó. Xa xa Tỳ Duy Tạp đang khống chế chiến đấu vừa tức vừa giận, chín kích đã gần như là thứ uy lực mạnh nhất của Cửu Tuyệt Thần Quốc rồi. Trừ phi, trừ phi là Tỳ Duy Tạp nguyện ý nỗ lực trả giá lớn, thì triển ra tuyệt chiêu có tính hủy diệt trong Cửu Tuyệt Thần Quốc. Chiêu đó, cho dù Phong Vương đỉnh cao cũng có thể bị thương nặng, hủy đi một bộ phận bất hủ thần thể đối phương, phải trăm vạn năm hoặc ngàn vạn năm mới có thể khôi phục. Thi triển một lần công kích cấm kỵ, cái giá cũng bằng mười ước đơn vị du lam. Có đáng giá hay? tỷ duy tạp do dự. Mười ước đơn vị du lam, đối với cường giả phong vương hẳn phải là một khoản tiền bạc rất lớn, không thể vì một trận chiến đấu mà bỏ được tổn thất nhiều như vậy. Rất nhiều cường giả phong vương thả tự bạo 5% bất hủ thần thể, cũng không muốn tổn thất khoản tiền khổng lồ như vậy. Đáng sao? Khi tỷ duy tạp vừa do dự, vừa mới chịu phải kích thứ 9 của kim giác cự thú, rốt cục nó cũng cùng bạo. 81 thần vương Hừ, liên tục thi triển 9 kích, nên năng lượng cơ hồ cạn kiệt rồi muốn bổ sung thêm phải mất một hồi lâu nữa. Kim giác cự thú liếc mắt nhìn 81 thần vương xa xa, vừa rồi thi triển kích thứ 9, làm năng lượng của thần vương đã yếu ớt đến cực hạn. Lúc này vô số năng lượng trong không gian tím đang quán nhập vào 81 thần vương. Kim giác cự thú trong mắt có vẻ điên cuồng. Cơ hội tới rồi. Y lâm na. Chủ nhân. Người xuất lĩnh trăm vạn quân đoàn hổ giáp chủng tộc vương giả, hợp kích tập thể, uy lực hợp kích cực mạnh, làm ta phá được không gian tím. Đây là vị trí chín tòa kim tự tháp tạo thành một không gian tím. Ngươi tùy ý chọn một kim tự tháp đi, rồi tiến hành oanh kích. Bản tôn La Phong đang trong thể nội thế giới, lúc này phân phó cho chủng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na. Dạ, chủ nhân. Y Lâm Na cung kính đáp. ầm. Um, chỉ thấy trung quanh kim giác cự thú long trời lở đất trong nháy mắt xuất hiện vô số chủng tộc dày đặc. Mỗi một con hổ giáp chủng tộc phương giả cao ước 26 thước, toàn thân có giáp xác dày, thân hình màu đỏ sậm dữ tợn tản ra khí tức làm người ta ấn lạnh. Một trăm vạn con hổ giáp trùng tộc vương giả dày đặc, toàn bộ giống như đúc. Hạch tâm của cả quân đoàn trùng tộc là một trùng tộc mẫu xào, có đường kính gần một km. Oanh! Trăm vạn hổ giáp trùng tộc vương giả mỗi người đều xòe lợi trào, lợi trào bắn ra một cột sáng chói mắt. Trăm vạn chiến sĩ giới chủ đã như lòng có trí thông minh, nhưng trên thực tế chúng thật ra là đã bị trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na phân tâm bách vạn dụng, cùng lúc khống chế trăm vạn hổ giáp trùng tộc mặc dù không thể đưa ra công kích ẩn chứa quy luật nhưng vẫn có thể làm được một công kích chính xác trùng tộc là trùng tộc trăm vạn giới chủ trùng tộc hơn nữa là hổ giáp trùng tộc vương giả mau mau phá đi tỳ duy tạp không chế chiến đấu từ xa nhất thời hốt hoảng trăm vạn trùng tộc vương giả cấp giới chủ một lần hợp kích đó là một cực hạn vô cùng đáng sợ bình thường trăm vạn chiến sĩ giới chủ một lần hợp kích đã có thể đánh trọng thương phong vương đỉnh phong đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể oanh kích chúng những cường giả phong vương ấy cũng không ngu, mỗi người đều có năng lực chạy trốn né tránh cực mạnh, do đó nói quân đoàn trăm vạn giới chủ bình thường có hiệu quả uy hiếp tốt, có tác dụng trong việc đối chiến quân đội rất không tệ, nếu quân đoàn giới chủ trăm vạn đối chiến với một phong vương, muốn đánh chúng quá khó khăn. Không ai có thể phủ nhận uy lực hợp kích của nó. Còn trăm vạn trùng tộc vương giả cấp giới chủ so với trăm vạn giới chủ trùng tộc bình thường, một lần hợp kích, sinh ra phản ứng dây chuyền, uy lực tăng vọt, mạnh hơn mấy chục lần cho dù cường giả phong vương đỉnh cao e rằng cũng phải tổn thất 50%, 100% bất hủ thần thể. Nói cách khác, cho dù cường giả phong vương đỉnh cao cũng có thể hy sinh. Đây là sự đáng sợ của trăm vạn trùng tộc vương giả cấp giới chủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đánh chúng. Oanh kích một cường giả phong vương đỉnh cao rất khó, nhưng quân đoàn trùng tộc trăm vạn đang ở trong cửu tuyệt thần quốc, muốn đánh vào không gian tím thì dễ dàng vô cùng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người